chối, thì thường là Giang sẽ từ chối. Bởi vì với anh thì Giang nghĩ rằng là mình sẽ có một chút khó khăn trong cái việc mặc chiếc áo cưới trong cuộc đời, cho nên Giang muốn giữ cái khoảnh khắc để nó đặc biệt. Chính vì thế mà trước giờ mới chưa bao giờ nhìn thấy đôi ta trình diễn đôi đẹp áo cưới. Nhưng mà có lẽ là lần này mình cũng đã siêu lòng bởi cái lời mời quá chân thành tới từ ekip của cái gì một cái thiết kế makeup artist cực kỳ tài năng cùng với tổng người bạn của mình Phan Lê cùng Khánh. Thế là các bạn đã có thời gian tiếp xúc nói chuyện cũng như là thuyết phục đơn ra thì để cho bạn nhận lời là vị trí này và đặc biệt là ngày mà cậu cưới chắc cũng xinh hơn năm người. Thì hy vọng là khi mà mình làm thì mình sẽ không bị bía nó mà nếu mà mọi người thấy mặc xinh xinh thì biết đâu thời gian tới mình nhiều khi có cái duyên và cả bạn người thân thời xa đó mà. Strong and confident and beautiful when we wear this dress.
exactly what you are as a dog. So you manage to bring out who you are as a woman, a strong, beautiful woman, a mother, a creator, a photographer, and you put it through your design so that every woman who puts on your creations can feel that strength from within as well. Thank you. Thank you so much. And I'd like to wish you luck. Thế mà có những người cả đời họ chỉ phải mặc một lần thôi.
thì nó là tốt hay nó là không tốt. Và cái quan trọng ở đây là phần cưới nó là dành cho tất cả mọi người. Bản thân cái cách mà cái gì lựa chọn và ai đó biết, mình cũng có thể nhìn thấy có thể là có những người đã có những cái trải nghiệm trong hôn nhân và cả ở độ tuổi, ví dụ như chị cũng hết chẳng hạn, cũng vẫn có thể quan tâm đến trong đám cưới. Bởi vì với phụ nữ thì dù là 50 60 tuổi vẫn có thể trở thành một cô dâu xinh đẹp. Hay là ví dụ như là Antonia, một cô gái đang ở độ tuổi chuẩn bị cưới chẳng hạn, thì cô ấy cũng hoàn toàn phù hợp. Hay là một phụ nữ đưa ra và người ta cũng xứng đáng để mặc chiếc váy cưới cho bản thân mình. Nhưng chính cái cách mà cái gì lựa chọn nhìn thấy là cái góc nhìn của cô ấy thể hiện là mỗi chiếc váy cưới nó là một câu chuyện của con mình như vậy. Và với cái câu hỏi của bạn thì cũng là một gợi ý hay nha, cái gì hoàn toàn anh có thể nghĩ đến cho một chiếc váy cưới dành cho mọi ngoại hình, ví dụ có thể là oversize một chút, nhưng mà có thể là ngay trong bộ sưu tập này thì chưa có, nhưng mà bộ sưu tập này sẽ truyền tải các câu chuyện khác. Có thể là bộ sưu tập sau thì em có thể truyền tải các câu chuyện khác liên quan đến cái cách chết của người bồ nữ. Thế thì nó sẽ có những cô dâu hoặc người khi mà họ đang có bầu chẳng hạn thì cũng sẽ có những chiếc váy cưới rất là phù hợp với những cái hoàn cảnh như vậy. Đấy là tinh thần chung mà ra thì thế, và đó cũng là cái tinh thần mà ra nhận lời tham gia. Bởi vì với KD Cao Tour thì mỗi chiếc váy là một câu chuyện và ra rất thích cái câu chuyện của mình để gửi trong những chiếc váy đó. Và những đơn giản nghĩ là mọi người thường tưởng tượng khi mà mình mặc chiếc váy cưới và mình được biểu diễn ở trên một cái mặt núi rất là đẹp ở Los Angeles chẳng hạn, thì chắc chắn là mình sẽ cảm thấy như một cái cổ tích vậy. Và một trong những cảnh sát ra nghĩ là nó cũng rất đặc biệt. Và chiếc váy cưới đối với mình cũng mới mất thì nó khi mà mình nhìn thấy nó hay là khi mà mình đối với nó, tự dưng trong mình có một cảm giác thì nó rất là lạ, nó rất là đặc biệt. Thực ra là tất cả mọi người đều giống nhau. Và thực ra thì khi mà mặc lên thì nó cũng không có cái thông điệp gì hơn ngoài việc là mọi người mà kia cưới thân. Thực ra còn có người cưới thì kiểu gì họ cũng có người cưới thôi. Cho nên là đứng rất xinh đẹp và đối tự cái xấu của cô gái cuộc sống của mình thì lúc này kiểu gì cũng sẽ có một chủ đề và kiểu gì cũng sẽ có một chức năng của người tuyệt đẹp dành cho người đời. Xin cảm ơn vì đã theo dõi kênh Bí mật VBiz. Chúc các bạn những ngày tốt lành.